Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin hàng hóa Việt, thương hiệu Việt trên truyền hình thực tế HDTV Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thưa quý vị, theo báo cáo của Tổng cục Du lịch, Trung Quốc là thị trường lớn nhất của Việt Nam với hơn 5,8 triệu lượt khách đến nước ta vào năm 2019, chiếm 1 phần 3 tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Để chuẩn bị đón khách du lịch Trung Quốc, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị giải pháp thu hút khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam. Để chuẩn bị đón khách Trung Quốc, lãnh đạo Sở Du lịch Quảng Ninh đã đưa ra nhiều đề xuất, trong đó có cơ chế đặc thù trong việc đón khách du lịch Trung Quốc qua cửa khẩu đường bộ sao cho vừa phục vụ khách được chu đáo, vừa phải đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh. Đến thời điểm này, các cơ sở hạ tầng, cơ sở lưu trú và một số loại hình vui chơi giải trí đã sẵn sàng đón khách. Các doanh nghiệp đã tập trung đào tạo đội ngũ lao động từ các cơ sở lưu trú, lữ hành, các nhà hàng, trung tâm, mua sắm đều được chuẩn bị sẵn sàng. Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết, việc nhà chức trách Trung Quốc điều chỉnh giá phòng chống dịch và xuất nhập cảnh từ ngày 8 tháng 1 là tín hiệu tích cực đối với ngành du lịch Việt Nam ngay trong những ngày đầu năm 2023 nhất là với các địa phương có lợi thế như Quảng Ninh. Khách du lịch Trung Quốc đến với tỉnh Quảng Ninh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái ngày một tăng, từ 131.000 lượt năm 2014 lên 750.000 lượt năm 2019. Lượng khách du lịch Trung Quốc lưu trú tại tỉnh Quảng Ninh cũng chiếm khoảng 50% tổng khách quốc tế đến với địa phương này. Thưa quý vị, cuối tuần trước, lô nhãn tươi đầu tiên của Việt Nam đã có mặt tại Nhật Bản. Đây là loại hoa quả tươi thứ tư của Việt Nam được đưa vào thị trường khó tính này, sau thanh long, xoài và vải. Tuy nhiên, để duy trì được chỗ đứng tại thị trường này, đòi hỏi các doanh nghiệp phải nỗ lực hơn rất nhiều. Tham tán thương mại Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, Việt Nam và Nhật Bản đã khởi động đàm phán về việc Nhật Bản mở cửa thị trường cho quả nhãn tươi của Việt Nam từ 6 năm trước, cũng giống như các cuộc đàm phán cho các trái cây tươi khác trước đây. Các cuộc đàm phán về việc Nhật Bản mở cửa cho thị trường nhãn tươi Việt Nam diễn ra khá khó khăn. Dù vậy, nhờ những nỗ lực vận động của các lãnh đạo và cơ quan chức năng Việt Nam, ngày 23 tháng 11 năm 2022, phía Nhật Bản đã chính thức cấp phép cho nhãn tươi Việt Nam vào thị trường này. Đầu tháng 1, 10 tấn nhãn tươi đã được xuất khẩu sang Nhật Bản theo đường hàng không. Đây là lô nhãn tươi đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu vào Nhật Bản theo đường chính ngạch. Theo tham tán thương mại Việt Nam tại Nhật Bản, các điều kiện nhập khẩu của Nhật Bản đối với quả nhãn tươi Việt Nam khá nghiêm ngặt. Vì vậy, để duy trì vị thế tại thị trường Nhật Bản, các chuyên gia cho rằng người trồng nhãn cần chú trọng thực hiện đúng quy trình quản lý chất lượng trong mọi khâu gieo trồng, chăm sóc, thu hái để đảm bảo chất lượng sản phẩm xuất khẩu, tuyệt đối không để tồn dư các loại hóa chất trong sản phẩm. Các công ty xuất khẩu cũng cần đầu tư công nghệ bảo quản nhằm giúp quả nhãn tươi giữ nguyên màu sắc, hương vị trong thời gian lâu hơn. Theo thông tin được đưa ra trong báo cáo ngành hàng cá tra mới được Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam công bố, trong năm 2022, cá tra Việt Nam đã chinh phục được hơn 140 thị trường trên thế giới. Và xếp dự báo nguồn cung các loại cá thịt trắng vào năm 2023 giảm và xu hướng giá cá thịt trắng tăng mạnh, thì cá tra Việt Nam vẫn nhìn thấy cơ hội lạc quan trong năm 2023. Thống kê của Vasep cho thấy, với kim ngạch xuất khẩu từ 1,5 đến 2,4 tỷ USD một năm, riêng cá tra đã chiếm 16 đến 26% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Cá tra của Việt Nam đã có mặt hầu hết tại các thị trường truyền thống và khắt khe về an toàn thực phẩm và các quy định kỹ thuật như Mỹ, EU và cả những thị trường vốn không ưa chuộng cá nuôi như Nhật Bản. Năm 2022, xuất khẩu cá tra Việt Nam đã bứt phá mạnh mẽ với kỷ lục 2,4 tỷ USD. Sau đỉnh dịch, lượng tồn kho còn nhiều, sản xuất chế biến hồi phục, nhu cầu trên các thị trường đều tăng. Giá xuất khẩu cá tra sang các thị trường tăng từ 20 đến 55%, nhất là tại thị trường Mỹ. Xung đột Nga-Ukraine khiến nguồn cung cá thịt trắng tại nhiều thị trường sụt giảm, tạo cơ hội cho cá tra tăng thị phần. Lạm phát đang làm sụt giảm nhu cầu thủy sản trên thị trường thế giới. Xuất khẩu cá tra cũng phần nào bị ảnh hưởng, nhưng với lợi thế về nguồn cung ổn định và giá cả phù hợp. Xuất khẩu cá tra sẽ vẫn duy trì ổn định hơn so với các ngành hàng khác và dự báo sẽ bứt phá mạnh mẽ khi thị trường bình ổn trở lại. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin hàng hóa Việt thương hiệu Việt ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.